Ngay xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà gần trục đường quốc lộ 6, gần bến xe Nghĩa. Với căn nhà này được thiết kế và xây dựng là 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, tổng diện tích sử dụng 150m, với hướng nhà là hướng Đông Nam. Quý vị nào đang tìm hướng Đông Nam thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này, với ngõ đường thực tế trước nhà rất là rộng mọi người nha. Với ngõ thực tế trước nhà nó khoảng tầm 3 mét và nó cách có khoảng tầm 100 mét là ra tới trục đường quốc lộ 6, mở rộng sắp tới ra 4 làn đường. Thiết kế của ngôi nhà, nhà xây mới hoàn toàn theo đúng như hiện trạng, là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Ở cụm dự án này thì chỉ còn duy nhất một căn nhà này thôi, chưa quay mà đã bán gần như là hết rồi mọi người ạ. Thiết kế 5 tầng, toàn bộ phần mặt tiền của tầng 1 là được chủ đầu tư ốp gạch cho quý vị. Phần cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với căn nhà này, vị trí của nó thuộc phường Biên Gia, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với trục đường quốc lộ 6, gần ngay với cầu Mai Lĩnh và thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Trương Mỹ, quý vị đi làm theo cung đường thẳng tắp Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quang Trung, và quý vị có thể nhà đây và đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, theo cái trục đường bến xe Nghĩa cũng rất là hợp lý. Và với cái căn nhà này thì xây mới hoàn toàn theo đúng hiện trạng, quý vị dọn đồ về và ở ngay. Nhà vừa mới hoàn thiện vào tháng 1 năm 2024 quý vị nha, và bây giờ là tháng 5. Đó, mới hoàn thiện xong thôi. Tầng 1 hiện tại em đang đứng ở dưới đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ. Một chiếc quạt trần để ở phía dưới phòng khách. Mặt tiền của ngôi nhà được 3 mét rưỡi. Căn nhà này thì nằm ở trên mặt ngõ, cách với lại mặt ngõ thông khoảng tầm 2 nhà, cách trục đường quốc lộ 6 100 mét. Và căn nhà này thì không nằm ở trên mặt ngõ thông, em sẽ chia sẻ luôn, ô tô cũng chỉ vào tới gần cổng thôi, không vào được tới trong nhà, cho nên có sao là mọi người xem video là y như vậy. Mọi người không cần phải hỏi là ô tô có vào được không với căn nhà này, bởi vì tất cả những video mà em chia sẻ với mọi người, ô tô vào được nhà thì em sẽ chia sẻ vào được nhà, đến được cửa thì em sẽ bảo là đến được cửa. Gần như với cái thông số mà Ngọc Ánh đưa ra review cho quý vị, nó chuẩn tới 95%. Đương nhiên không thể nào đọc địa chỉ cụ thể của ngôi nhà rồi, bởi vì bản chất là bọn em là môi giới mọi người ạ. Cho nên là tại vì sao bọn em bán thông tin, tất nhiên là cái thông tin bọn em đưa cho quý khách hàng là 95%, còn lại 5% mời quý vị theo chân Ngọc Ánh để được tư vấn các căn, để được hướng dẫn và chọn cho các căn, để quý vị có thể chọn được cho mình căn nhà mơ ước nhất. Đó, bởi vì quỹ căn của bên Ngọc Ánh rất là nhiều, nó không phải duy nhất một căn em đang quay. Tiếp theo, đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp của ngôi nhà, chủ nhà cũng thiết kế toàn bộ tông bếp là màu trắng, tông tủ bếp với mọi ạ. Và tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ MDF chống cong vênh, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, xung quanh bếp là ốp kính, ốp bếp, chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304 lắp đặt sẵn sàng cho quý vị rồi. Nói chung theo đúng hiện trạng là chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên các tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế là gỗ, ngăn cách giữa phần cầu thang cửa chính. Chủ nhà lắp cho quý vị một vách gỗ CNC, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Nhà xây mới cho nên quý vị đến xem là còn nguyên mùi sơn, hoàn toàn yên tâm. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Ngọc Ánh đang ở phần cầu thang đi lên các phòng ngủ của ngôi nhà. Đây là phần tầng 2. Ở phần cầu thang đây là chủ nhà có thiết kế cho mình một ô cửa sổ thoáng để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong cái phần tầng 2. Và tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng. Đồng thời trong phòng ngủ là thiết kế thêm mình cho mình một chiếc điều hòa, một bộ rèm cửa, cửa thông thoáng hướng ra bên ngoài. Có ban công nhỏ nhỏ mở được mọi người ạ. Hướng nhà là hướng Đông Nam cho nên rất là mát. Ngoài cái phần ô cửa kia thì ở đây có một ô cửa sổ nhìn thấy thoáng mọi người nhé. Đó. Và phần trong phòng ngủ thì là được lát gạch mọi người ạ. Lát gạch giả gỗ. Đó, tương đối là hợp lý.
Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2. Phòng vệ sinh đây, đầy đủ hệ thống bồn cầu, quạt hút mùi, cửa sổ thông thoáng, hệ thống sen cây tắm, lavabo bàn đá. Trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp gạch lên trên tới gần trần, rất là sạch luôn. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm nhựa Việt Pháp. Hệ thống điện nước đầy đủ, hồ sơ điện nước đầy đủ. Điện thì sử dụng điện EVN Hà Nội, nước thì sử dụng là nước sạch sông Đà. Đây là cửa phòng ngủ, thiết kế là cửa gỗ. Đó, và phòng thì rất là vuông vắn, dễ dàng kế đồ nội thất ở phía bên trong cho quý vị nhé. Mời quý theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một điều hòa, một bộ rèm cửa cho quý vị. Đó. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm, được lắp đặt đầy đủ trong các phòng. Phòng vệ sinh công năng sử dụng đầy đủ cho từng tầng. Quạt hút mùi, hệ thống sen cây tắm, lavabo bàn đá. Và mời quý vị theo chân ngồi lên tầng 4 của ngôi nhà nhé. Ngoài đây đứng ở đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng tương tự như tầng 2, tầng 3. Tuy nhiên nó có khác một chút, đó là phòng vệ sinh ở trên tầng 4 tách biệt ở phía bên ngoài, còn tầng 2, tầng 3 là thiết kế ở bên trong. Đây là phần phòng ngủ ở phần tầng 4, cũng vuông vắn tương tự như tầng 2, tầng 3. Đó. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh chợ trường phường trạm đầy đủ, gần với điểm xe buýt. Cho nên quý vị cứ yên tâm, quý vị nào mà có con cái, con em đang đi học thì đi xe buýt cũng rất là gần, rất là tiện. Tất cả các phòng giống nhau, thiết kế tương tự nhau, vuông vắn và rất là rộng mọi người ạ. Đấy, với phần phòng ngủ này rất là rộng. Nói chung quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt cứ yên tâm là nhà có sao thì em sẽ chia sẻ như vậy. Thóc hậu, đường đâm, nếu như có lỗ phong thủy thì em cũng sẽ chia sẻ luôn. Gần đình chùa em cũng sẽ chia sẻ luôn. Để quý vị cảm thấy phù hợp thì mình đi xem, mà không phù hợp thì mình tìm căn tiếp theo. Phòng vệ sinh sử dụng ngoài, phần tầng 4. Nói chung trong phòng vệ sinh thì thiết kế tất cả các công năng đều phù hợp để sử dụng cho từng tầng. Đó, thiết bị vệ sinh rồi bồn cầu tất cả đều phải đầy đủ. Mời quý vị theo chân của anh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và em đang đứng ở phần cuối cùng của ngôi nhà. Trên phía tầng 5 của ngôi nhà thiết kế một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo đây là phần phòng riêng, quý vị làm phòng thờ, nhỏ nhắn, hợp lý cho một gia đình sử dụng. Và một sân phơi siêu siêu rộng, đây thực tế. Và xung quanh thì dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ trường phường trạm. Gần đây thì không có đình chùa miếu mạo quá gần nhà, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, chợ trường đầy đủ, tiểu học mầm non cấp 1, cấp 2 đều rất là đầy đủ. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước. Quỹ căn của bên em còn rất nhiều và còn có những căn nhà rất rẻ, giá chỉ từ hơn 1 tỷ thôi. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.